Ngọc Mai xin chào mừng quý vị đang đến với bản tin Today Live ngày 12 tháng 3. Như thường lệ, Today Live sẽ cập nhật thường xuyên đến quý vị những thông tin kịp thời và bổ ích trong mọi mặt của đời sống thường ngày. Và ngày hôm nay với chủ đề đầu tư, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Nga cho phép nhập khẩu sản phẩm thịt gà chế biến từ Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long, hàng bằng ảnh hưởng người kinh doanh, buôn bán nhỏ. Dạy con tại nhà mùa dịch bệnh. Thưa quý vị, 93% doanh nghiệp nhỏ và vừa chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 sẽ được gia hạn nộp thuế thêm 5 tháng. Thông tin này được đưa ra tại buổi họp báo của Bộ Tài chính về dự thảo nghị định gia hạn nộp thuế. Tiền thuế đất hiện đang được Bộ đưa ra lấy ý kiến các đơn vị liên quan. Theo dự thảo, những đối tượng sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp nặng nề do dịch COVID-19 sẽ được gia hạn thời gian nộp thuế giá trị gia tăng thêm 5 tháng kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế. Thời gian gia hạn cho kỳ nộp thuế từ tháng 3 tới tháng 6 năm 2020. Để được gia hạn nộp thuế, đại diện Bộ Tài chính cho biết quy trình rất đơn giản, doanh nghiệp chỉ cần nộp đơn đề nghị tới cơ quan thuế trực thuộc. Theo ông Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế, Bộ Tài chính, tất cả các doanh nghiệp vừa và nhỏ, không kể thiệt hại ít hay nhiều, đều được gia hạn tiền nộp thuế. Hiện các doanh nghiệp đều thực hiện tự kê khai nộp thuế nên đối với những trường hợp không thực hiện đúng sẽ phải nộp tiền chậm nộp theo quy định. Theo ước tính, việc gia hạn thời gian nộp thuế sẽ khiến số thu ngân sách nhà nước của các tháng này giảm khoảng 22.600 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng số thu của cả năm sẽ không giảm do doanh nghiệp phải nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 31 tháng 12 2020. Tiền thuê đất cũng được đề xuất gia hạn thêm 5 tháng so với quy định hiện hành. Bộ Tài chính tính toán số tiền thuê đất được gia hạn dự kiến khoảng 4.500 tỷ đồng. Như vậy, các doanh nghiệp sẽ phải nộp vào ngân sách nhà nước trước ngày 31 tháng 10 năm 2020. Quý vị thân mến, Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Liên bang Nga vừa có thư gửi Cục Thú y thông báo chính thức cho phép nhập khẩu sản phẩm thịt gà chế biến từ Việt Nam vào Nga. Cơ quan Kiểm dịch Động thực vật Liên bang Nga đã cấp phép cho xuất khẩu các sản phẩm thịt gà chế biến sang thị trường này. Việc được phép xuất khẩu thịt gà chế biến sang thị trường Nga cũng đồng nghĩa với việc Việt Nam được phép xuất khẩu sản phẩm này sang các nước trong Liên minh Kinh tế Á Âu. Để có thể xuất khẩu thịt gà chế biến vào các thị trường khó tính này, Việt Nam phải đáp ứng được các tiêu chuẩn chăn nuôi, giết mổ, chế biến thịt gà theo chuỗi, đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc. Ngoài ra còn phải đáp ứng hàng loạt tiêu chuẩn, hàng rào kỹ thuật khác của Liên bang Nga cũng như Liên minh Kinh tế Á Âu. Mới đây, thì tại thành phố Đà Nẵng, hội nghị hẹp Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 26 và các hội nghị liên quan đã bế mạc với việc ra tuyên bố về tăng cường khả năng phục hồi kinh tế của ASEAN để đối phó với dịch bệnh COVID-19. Các bộ trưởng nhất trí thực hiện các hành động cụ thể như cam kết tiếp tục duy trì mở cửa thương mại và đầu tư trong ASEAN, tăng cường chia sẻ thông tin trong khu vực và phối hợp để đối phó với các thách thức kinh tế do sự bùng phát của dịch COVID-19, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị doanh nghiệp, hiệp hội để củng cố hình ảnh Đông Nam Á là trung tâm thương mại đầu tư và du lịch của khu vực, tận dụng công nghệ và thương mại số để hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa tiếp tục hoạt động, đẩy nhanh việc thực hiện kế hoạch tổng thể kết nối ASEAN 2025. Củng cố hợp tác kinh tế ASEAN với các đối tác ngoại khối để tổng hợp các sáng kiến nhằm tăng cường chuỗi cung ứng khu vực, xây dựng các nền tảng để tạo thuận lợi thương mại hiện có trong ASEAN. Bạn có mong muốn nâng cao sức khỏe, tích lũy tài sản, đầu tư cho tương lai con cái, tận hưởng cuộc sống thảnh thơi khi về hưu? Bạn đã có kế hoạch cụ thể để đạt được các mong muốn đó hay chưa? Phú Hưng Life mang đến giải pháp tài chính phù hợp và hiệu quả cho mọi giai đoạn cuộc sống. Phú Hưng Life đồng hành cùng bạn hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, chỉ thị 06 của Bộ Công Thương ban hành về việc tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp phòng chống dịch và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của ngành công thương trước những diễn biến mới của dịch bệnh COVID-19. Theo đó, sẽ chưa thực hiện việc điều chỉnh tăng giá quý 1 và quý 2 2020 đối với các mặt hàng là đầu vào cho sản xuất của doanh nghiệp do nhà nước định giá như giá xăng dầu, giá điện nhằm tạo thuận lợi thúc đẩy sản xuất kinh doanh mùa dịch. Cục Điều tiết Điện lực, Vụ Thị trường trong nước sẽ là đơn vị chịu trách nhiệm trong vấn đề này. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, tại Ý đã phát hiện 4 biến chủng của virus corona khác với chủng của virus được xác định tại Vũ Hán, Trung Quốc. Vì vậy, khuyến nghị mọi người tham gia giao thông công cộng cần đeo khẩu trang. Cụ thể, các hãng hàng không của Việt Nam quy định bắt buộc hành khách phải đeo khẩu trang từ khi ngồi trên máy bay cho đến khi đã vào Việt Nam và làm thủ tục nhập cảnh. Đối với các hãng hàng không nước ngoài, phải có khuyến nghị mạnh mẽ về vấn đề này. Khi hành khách vào cảng hàng không làm thủ tục nhập cảnh, bắt buộc phải đeo khẩu trang.
các cảng hàng không sẽ phát khẩu trang miễn phí cho hành khách. Đại diện Bộ Giao thông Vận tải khuyến nghị lái xe các phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là lái xe taxi, đeo khẩu trang, yêu cầu hành khách phải đeo khẩu trang. Thưa quý vị, hạn mặn đồng bằng sông Cửu Long đang ngày càng khốc liệt hơn. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người nông dân, mà còn tác động mạnh, đa chiều, trong đó có những người kinh doanh buôn bán nhỏ. Hạn mặn kỷ lục năm 2020 này tác động mạnh đến hầu hết đời sống của người dân đồng bằng. Khi cây lúa khát nước ngọt, người dân đồng bằng cũng chắc chiêu từng giọt nước đổi thùng như thế này. Không chỉ con người cần nước, cả những vật nuôi như bò, gà, vịt, heo cũng rất cần nước ngọt để uống. Đời sống khó khiến cho những hàng quán nhỏ như quán ăn này cũng đối mặt với khó khăn chồng chất. Còn tại tỉnh Trà Vinh, tình hình cũng không khá hơn khi những đồng lúa chuẩn bị thu hoạch bị cháy rụi do thiếu nước và xâm nhập mặn. Nhiều tháng qua, chiếc xe hàng nhỏ này của chị Cẩm Vân cũng chật vật không kém khi cuộc mưu sinh của người nông dân và cả người mua bán nhỏ như chị đều chung số phận. Thì cấp này hạn mặn cái kéo dài này cái nó chết nó hết rồi, cái người ta thấy vậy cái hoang mang không dám mua đồ ăn gì hết trơn. Rồi buôn bán cũng thất thu luôn. Bữa thì bán hết, bữa thì còn ấy nhóc như bữa nay còn quá trời đầu. Tôi buôn bán nhỏ. Còn chợ búa gì giờ nó cũng ế ẩm hết, khoảng 8-9 giờ là chợ hơi vắng người dữ lắm luôn. Cũng như là người ta không có tiền á, thì người ta không ăn nhiều. Thành ra tôi đâu có bán được gì nhiều đâu. Xót xa thiếu nước, thiếu lúa, thiếu tiền, người dân đồng bằng vẫn còn chật vật với thiên tai hạn mặn trong nỗ lực ứng cứu của ngành chức năng và cả nước vẫn không quên hướng về đồng bằng sông Cửu Long ngay khi dịch bệnh COVID-19 bước sang giai đoạn mới. Quý vị đừng vội chuyển kênh, Today Live sẽ còn mang đến thông tin hấp dẫn khác ở phần tiêu điểm phía sau. Bạn có mong muốn nâng cao sức khỏe, tích lũy tài sản, đầu tư cho tương lai con cái, tận hưởng cuộc sống thảnh thơi khi về hưu? Bạn đã có kế hoạch cụ thể để đạt được các mong muốn đó hay chưa? Phú Hưng Life mang đến giải pháp tài chính phù hợp và hiệu quả cho mọi giai đoạn cuộc sống. Phú Hưng Life đồng hành cùng bạn hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, nhiều tỉnh thành của nước ta tiếp tục cho học sinh nghỉ học sau khi thông báo học lại do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các em học sinh có một khoảng thời gian rất dài tại nhà để đảm bảo sức khỏe, sự an toàn cho trẻ, đồng thời củng cố kiến thức cho các em. Các bậc phụ huynh ở nhiều nơi trên cả nước đã cùng con học tập nhiều điều hay ngay tại nhà. Kính mời quý vị đến với ghi nhận của phóng viên chúng tôi ngày sau đây. Đây là những sinh hoạt của gia đình anh Nhân. Những ngày nghỉ học chống dịch COVID-19 của đứa con gái nhỏ, gia đình anh có nhiều niềm vui hơn. Xác định học tập là quãng đường dài hạn, gia đình anh sớm tích lũy tài chính, làm hành trang cho cô con gái. Anh chị đã quyết định khởi nghiệp với mặt hàng thủ công mỹ nghệ mang tên cô bé này. Trong thời gian hạn chế tụ tập đông người đến các sân chơi, bé Vi Lâm tập tành xếp những mặt hàng trên vào thùng. Bé tranh thủ học lại môn tính nhẩm và giải toán nhờ vào những câu hỏi đố vui của phụ huynh. Con đếm cho bé 50 cái, 50 cái nhỏ. 5 lần 2 là được mấy cái? 10 cái. Không chỉ cùng bé vừa học vừa chơi tại nhà, những hoạt động khác cùng cha mẹ vào thời điểm này còn giúp bé vơi đi nỗi buồn nhớ trường lớp và thầy cô bè bạn. Ngoài ra, anh chị còn tăng cường rèn luyện thể lực cùng con, đồng thời dạy con nhiều kỹ năng sống bổ ích khác. Bây giờ con ở nhà, con không đi học, con thường phụ ba làm việc, chơi với ba, với lại con ôn bài để không quên mất kiến thức. Ở độ tuổi này, các em nhỏ rất cần được cha mẹ quan tâm chỉ dạy từ những việc nhỏ nhặt trong nhà. Nhờ cha mẹ hướng dẫn, bé Lâm quen dần với những kỹ năng quan trọng như chỉ được dùng dụng cụ sắc nhọn khi vào bếp cùng mẹ, tránh xa những thiết bị điện nguy hiểm và kỹ năng phòng chống nguy cơ bị bỏng khi nấu ăn. Ở thời điểm này thì bé ở nhà nhiều, cho nên rằng là cái sinh hoạt của mình nó cũng bị đảo lộn. Nhưng mà cũng may rằng là mình nhận thấy á, rằng là mình có cơ hội nhiều hơn để mà mình hướng dẫn cho con nó có những cái kỹ năng sống mà những cái ngày bình thường cháu đi học á, mình muốn dạy nó cũng không được và nó cũng không có thời gian để mà mình dạy nữa. Còn về cái
chuyện học của bé thì mình cũng dạy những cái căn bản cho bé thôi, là ví dụ như toán, như tập làm văn là chính. Còn những môn khác thì mình nghĩ đến lúc bé đi học rồi bé cũng sẽ tiếp thu tốt, không vấn đề gì. Góc học tập của các em học sinh như bé Lâm vẫn sáng đèn từng ngày dù không đến trường. Đồng thời các em được trải nghiệm những hoạt động tại nhà cùng những bài học thực tế và những kỹ năng phòng chống rủi ro tai nạn cần thiết cho sự lớn lên của trẻ. Điều này đặc biệt cấp thiết trong giai đoạn này khi trẻ ở nhà một mình không có sự giám sát của người lớn. Các em vẫn phải biết chủ động bảo vệ bản thân khỏi những nguy hiểm tiềm ẩn tại gia đình. Ở thành thị lẫn nông thôn, các bậc phụ huynh đang chung tay cùng đất nước trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh COVID-19, đồng thời hỗ trợ nhà trường, hướng dẫn các em học tập tại nhà để ngày trở lại trường lớp, các bé có nền tảng tốt tiếp tục hoàn thành chương trình. Song song đó, những nỗ lực ấy góp phần xây dựng hiệu quả những kỹ năng sống, ý thức tự giác trong học tập và góp phần tạo nên một tuổi thơ nhiều màu sắc, tràn đầy tiếng cười cho trẻ nhỏ. Ngay bây giờ thì chúng tôi sẽ quay trở lại với chuyên mục Góc chia sẻ. Bạn có mong muốn nâng cao sức khỏe, tích lũy tài sản, đầu tư cho tương lai con cái, tận hưởng cuộc sống thảnh thơi khi về hưu? Bạn đã có kế hoạch cụ thể để đạt được các mong muốn đó hay chưa? Phú Hưng Life mang đến giải pháp tài chính phù hợp và hiệu quả cho mọi giai đoạn cuộc sống. Phú Hưng Life đồng hành cùng bạn hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, công nghệ chế biến sau thu hoạch có ý nghĩa rất lớn trong việc nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản. Tuy nhiên, tại Việt Nam thì việc ứng dụng các công nghệ này còn rất hạn chế, chỉ chiếm từ 5 đến 10%. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Trước hết, xin ông có thể chia sẻ đánh giá của mình về việc ứng dụng công nghệ trong chế biến nông sản sau thu hoạch tại Việt Nam thời gian vừa qua. Đến nay đã hình thành các trung tâm chế biến, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào lĩnh vực chế biến ở quy mô công nghiệp. Cho nên cái hướng nghiên cứu ứng dụng công nghệ chế biến và bảo quản nó đã đi theo hướng quy mô công nghiệp và đã thu được những cái kết quả đáng kể. Vâng, thưa ông, mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực nhưng mà thời gian vừa qua thì nông nghiệp Việt Nam vẫn thường xuyên phải đối mặt với tình trạng được mùa rớt giá hoặc là những tổn thương từ cái sự biến động của thị trường. Vậy theo ông, lý do tại sao mà nông sản Việt Nam lại gặp phải cái bài toán nan giải như vậy? Thì chúng tôi cho rằng là chúng ta đang còn thiếu các cái tổng kho trung chuyển và tồn trữ mỗi khi mà coi như thị trường biến động. Và đặc biệt là thị trường xuất khẩu, đến nay thì chúng ta đã xuất khẩu đến 180 quốc gia. Tuy vậy, mặt hàng rau quả vẫn đang phụ thuộc chính vào thị trường Trung Quốc. Việt Nam hiện tại bây giờ có đến 150 các cái doanh nghiệp lớn đầu tư trong cái chế biến và bảo quản rau quả. Tuy vậy, những cái số lượng này thì cái phần chế biến thì mới được 5-10%. Như vậy còn 90% đang phụ thuộc vào thị trường xuất khẩu. Thưa ông, hiện nay thì nhiều nhà khoa học cũng đã tập trung tìm kiếm các cái giải pháp để giúp nâng cao giá trị cho nông sản Việt Nam. Bằng kinh nghiệm của mình thì theo ông, những cái công nghệ nào có thể áp dụng hiệu quả và có triển vọng trong thực tiễn ạ? Với cái đối tượng nông sản Việt Nam thì rất là đa dạng. Ví dụ chỉ là đối với rau quả thôi thì rất nhiều loại rau quả khác nhau. Và với mỗi loại rau quả đấy thì yêu cầu đầu ra của thị trường là cái sản phẩm cũng khác nhau. Chính vì vậy cho nên không thể một nhà máy mà có thể nhập về từ nước ngoài một cái dây chuyền nó có thể mà đa dạng hóa chế biến cho tất cả các loại rau quả. Chúng tôi cũng đặt ra vấn đề là cái giá thành so với nhập khẩu thì có thể chỉ bằng 35-40%. Thì đấy là một trong những cái hướng mà chúng tôi tập trung nghiên cứu và cũng đưa ra những cái dây chuyền mà các doanh nghiệp mà chấp nhận là phù hợp với cái điều kiện sản xuất Việt Nam. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông ạ. Chuyên mục Góc chia sẻ vừa rồi cũng đã khép lại nội dung bản tin Today Live ngày hôm nay. Ngọc Mai xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.